Thảo xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay Thảo sang mì gói xào nha. Thì Thảo xào chung với lại cải rồi đậu hũ, cà rốt vậy đó. Với lại đây Thảo có chén ớt, ớt xanh. Cái này Thảo có cho một ít nước tương vô đây rồi. Rồi bây giờ Thảo mời cô chú anh chị và các bạn cùng ăn với Thảo nha. Nguyên một chảo luôn. Có đậu hũ, có cây ngọt. Đó. Nhìn cái chảo bự bự vậy chứ có con gói mì vậy cô chú. Mì này Thảo xào là mì Hảo Hảo nha. Nhiều, nhiều cải lắm nha. Rồi. Kẹp miếng ớt vô. Bị cay rồi, bị cay rồi. Thì chú thấy không? Thảo bị cay á. Cay là do cái ớt này. Cái mì này Thảo xào á, là nãy Thảo cho cái sốt của chú thấy á, là Thảo cho cái sốt ở trong gói mì, cái bịch bột nêm á, ở trong gói mì, với lại Thảo có cho thêm tương ớt với lại chanh, cho nên trong cái mì xào này nó cũng cay. Cái tập Thảo ăn gì Thảo cũng khoái chấm chấm. Chấm chấm nó mới đậm đà. Cái cọng mì này nó dai. Thảo xào mà nó không có bị bở luôn á, ngon.
Gạch nướng ớt. Cái ớt này nó thơm lắm cô chú. Cay quá. Ăn cay dở. Thảo ăn cay dở mà không cay, ăn thấy không ngon. Cài hít hà luôn. Trời em bị nhiều quá. Đây, họ sẽ chăn hết vô luôn. Thảo lấy dừa đủ ăn thôi à. Cho nên là Thảo ăn là sạch luôn. Ăn cái nào là sạch cái đó, không có bỏ thừa, không có bỏ mứa. Rồi cô chú ơi, thì video của Thảo sẽ kết thúc ở đây. Cảm ơn cô chú đã xem. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại video tiếp theo nha. Bye bye.